Tuần lễ thời trang Sao Paulo đã chính thức được khởi động, thu hút sự tham gia của các nhà thiết kế hàng đầu của Brazil. Những mẫu trang phục dành cho mùa đông mới nhất cũng đã được tung ra và tạo được những ấn tượng mạnh đối với quý khán giả. Tuần lễ thời trang Sao Paulo diễn ra từ ngày 18 đến 23 tháng 10. Đây là lần thứ 40 sự kiện này được tổ chức. Animal, nhãn hiệu thời trang dành cho nữ giới, có trụ sở ở Rio de Janeiro, vinh dự được mở màn tuần lễ thời trang với những bộ sưu tập mùa đông mới nhất của mình. Đa phần các thiết kế tại tuần lễ thời trang Sao Paulo đều chú trọng vào các mẫu áo khoác dài, túi đi kèm nổi bật với các màu sắc chủ đạo như đen, trắng. Bên cạnh đó, sắc đỏ, xanh, nâu đất cũng mang đến những nét chấm phá cho các mẫu trang phục. Giám đốc sáng tạo của tuần lễ thời trang Sao Paulo, Paulo Borges cho biết, kỷ niệm lần thứ 40 của sự kiện càng trở nên đặc biệt hơn trong bối cảnh đất nước này đang đối mặt với tình trạng suy thoái nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Tuần lễ thời trang lần này rất đặc biệt vì nó diễn ra đúng thời điểm kinh tế Brazil bị suy thoái nghiêm trọng. Sự kiện này sẽ cho thấy sức mạnh của ngành thời trang Brazil, sự sáng tạo của giới thiết kế, qua đó truyền tải tinh thần rằng kinh tế đất nước sẽ đi lên. Uma, một nhãn hiệu thời trang danh tiếng khác của Brazil, cũng mang đến cho giới yêu thời trang những bộ trang phục thời thượng, nhưng không kém phần thoải mái. Tôi sắp trình diễn một bộ sưu tập rất hiện đại, là sự pha trộn của nhiều loại chất liệu, vừa mang hơi hướng đời sống, vừa sang trọng. Tuần lễ thời trang Sao Paulo là sự kiện thời trang lớn thứ 5 thế giới và danh giá nhất ở Mỹ Latin.